chạy qua chạy qua. Đại biểu và nhân dân đi 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 đi. Thông báo các đồng chí tổ chốt chặn ngay bây giờ là không cho xe vào khu vực thực tập để đảm bảo an toàn cũng như cái buổi thực tập diễn ra bình thường như theo kế hoạch. Đồng chí Phạm Văn Huân sẽ chỉ huy phân công các nhiệm vụ đã phân công trong nhiệm vụ đối với khi mà chế độ điều thì do cái tổ liên gia thì viên tổ liên gia đến khi nào hôm nay ủy ban nhân dân đã đi tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia ở đoàn phòng cháy cháy sai từ phó ông hoàng xã viên báo ủy ban của buổi thực tập này đổi sang đổi sang này. Kính thưa các vị lãnh đạo, các chi đại biểu, các dân đại diện buổi thực tập hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía công an huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí thiếu tá công an huyện phó trưởng công an huyện. Về phía ủy ban nhân xã, đầu tiên xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Công, chủ tịch ủy ban nhân xã. Về phía công an xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại úy Lê Văn Bôn, trưởng công an xã. Xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo và cán bộ công an thị xã. Đồng thời xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các đồng chí đại biểu, lực lượng y tế xã, lực lượng quân sự xã, lực lượng dân phòng, công an viên và thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Xin nhiệt liệt chào mừng. Thưa đại diện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Công, chủ tịch ủy ban nhân xã ở trên đây phát biểu mặt. Xin trân trọng kính mời. Trong thời gian gần đây, tình hình cháy nổ, sự cố thiên tai luôn diễn ra hết sức phức tạp. Các vụ cháy thường tập trung nhất tại các cơ sở sản xuất. Tôi cùng xin gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, toàn thể các đồng chí và bà con nhân dân. Chúc buổi diễn tập phương án chữa cháy hôm nay thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời đồng chí đại úy Lê Văn Bôn, xã lên phát biểu. Mời các thành viên tổ liên gia về lại vị trí nhà của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghệ sĩ, cái gì cái gì vậy? Cái nào máu nào? Anh là người nhà đây phát hiện là đám cháy là sao không báo tình hình để cho mệt quá thở nổi rồi mà thở nổi rồi thì đây là mình đám cháy đây là nó đã được rồi chúng tôi chú hồng á thì cái gì đây anh Thư là một người hàng xóm của gia đình bị nạn. Sau khi phát hiện đám cháy thì anh cũng kêu gọi bà con ra không gom giúp đỡ và chỉ đến một lần để thấy kịp thời giúp đảm bảo cho tính mạng và an toàn cho tài sản cũng như con người. Xin cảm ơn anh chị Đình. Cảm ơn bà con của bà con. Giống như hồi nãy anh tập
không lại lên. Xíu xíu nữa, xíu nữa. Xíu 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 xíu nữa. Này phải lấy khen rồi nhúng nước rồi tầm vô bị mũi rồi nha. Sao được không sao nhất này đây, trời năm phải vòng. Dẫn anh chú ra mà thấy anh chú lôi mình đi không chẳng. Mình đi thử hả bố? Thử anh thương rồi. Bà đâu. Anh đi thương mà anh còn lôi đi thôi. Anh chân lại đi nhanh thôi. Anh chân lại đi nhanh thôi. Anh chân lại đi nhanh thôi. Anh nó đi 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 nó đi